chuyển hàng hóa, phục vụ Tết và kịp đi lại cho người dân trên đảo. Còn tại Phú Yên, mặc dù đã mua sắm nhiên liệu, đá ướp lạnh, lương thực, thực phẩm để chuẩn bị chuyến đi biển khoảng một tháng, nhưng hiện có hàng trăm tàu đánh cá xa bờ của ngư dân trong tỉnh không thể ra khơi vì biển động. Ước tính tổn thất ban đầu mỗi tàu từ 15 đến 20 triệu đồng. Theo ngư dân, sau khi cơn bão số 7 tan, từ ngày 17 tháng 12, bà con đã đầu tư tiền mua dầu diesel, đá lạnh ướp, lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác để ra khơi. Tuy nhiên, từ đó đến thời điểm này, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, biển động mạnh nên tất cả các tàu phải neo đậu tại các bến cá. Thống kê của đồn biên phòng Đông Tác thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, chỉ riêng tại hai bến cá phường 6 và Đông Tác thuộc địa bàn thành phố Tuy Hòa có hơn 500 tàu câu cá ngừ đại dương đang neo đậu. Những tàu công suất lớn phải đầu tư tổng chi phí một chuyến biển hơn 140 triệu đồng, trong đó riêng hai khoản chi phí mua đá lạnh ướp hải sản và thực phẩm lên đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, do tàu không ra khơi nên đá trên tàu tan chảy khá nhiều, thực phẩm cũng không thể để lâu được, ước tính mỗi tàu tổn thất từ 15 đến 20 triệu đồng. Dự kiến ít nhất 2 ngày tới ngư dân Phú Yên mới có thể ra khơi đánh bắt xa bờ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 12 đã xảy ra vụ sập cầu Bà Dầu tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ sập cầu đã làm 2 người mất tích, 1 người bị thương nặng. 7 công nhân của công ty Nam Thành Việt đóng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành đổ bê tông nhịp giữa của cầu dài 35 mét thì cầu sập. 5 người rơi xuống sông, trong đó có 3 người bơi được vào bờ, còn 2 người mất tích. Hai người mất tích là anh Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1979, quê Quy Nhơn, Bình Định, và anh Trương Văn Hội, sinh năm 1989, quê Quảng Nam. Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết. Cầu sụp thì thấy hơi người trâu ra ngoài bờ sông á, trâu ra khỏi cầu cách khoảng cỡ 10 mấy vậy, tôi mới kêu cứu. Thì trong lúc đó thì sức khỏe tôi thì nó không thể đảm bảo được, cho nên tôi kêu anh em cứu. Ở bên cạnh có một chiếc ghe đó, bao ra tới ngoài đó vừa kêu cứu thì cứu không kịp, cho nên là hơi người cũng như bao dây chìm xuống. Cầu Bà Dầu do nhà thầu Nam Thành Việt đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, hợp đồng với ông Nguyễn Đình An ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xây dựng từ tháng 4 năm 2011. Cầu có thiết kế dài 107 mét, bắc qua sông Trà Bồng, nối liền thôn Mỹ Huệ 3 với thôn Giao Thủy của xã Bình Dương. Công trình này đã được khởi công vào ngày 12 tháng 2 năm 2011. Công trình này thì do hộ gia đình ông bà Cao Ngọc Liên hiện giờ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng. Và sau khi trước khi xây dựng thì được sự thống nhất giữa hai bên là giữa gia đình và địa phương và có xin phép với Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn là cho phép xây dựng cái cầu. Toàn bộ đầu tư chi phí cái cầu này là do gia đình ông bà con Ngọc Liên đầu tư và tổ chức thiết kế, giám sát rồi thi công. Sau khi thi công hoàn thành thì bàn giao cho địa phương và địa phương quản lý sử dụng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai công nhân mất tích, nhưng do trời rét tối nên việc tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin, chiều ngày 25 tháng 12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu kho chiếu quần áo ở chợ Taganski Riad, phần lớn do thương nhân Việt Nam làm chủ, thuộc thành phố Akaterinburg, tỉnh Sverdlov, vùng Ural của Nga. Đến sáng ngày 26 tháng 12, đám cháy đã lan ra một diện tích 4.000 m² với cột khói bốc cao vài km. Mặc dù giặc lửa đã tạm thời được chế ngự, nhưng phải mất cả ngày 26 tháng 12, 32 xe cứu hỏa và hơn 150 nhân viên mới khắc phục xong tai nạn này. Hai kho chứa quần áo đã bị đốt trụi và kho thứ ba cũng bị thiệt hại nặng nề. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Sở tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết họ đã huy động hai đoàn tàu hỏa tham gia dập lửa vì chợ Taganski Riad nằm gần đường ray xe lửa. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Trong khi rất nhiều người đang tận hưởng một Giáng sinh an lành ấm áp bên người thân, thì có những vụ việc thương tâm đã xảy ra ngay trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ngày 25 tháng 12, một vụ xả súng xảy ra tại bang Texas của Mỹ đã khiến 7 người thiệt mạng. Còn tại Australia, ngày 26 tháng 12, một vụ cháy nhà tại Brisbane đã khiến một phụ nữ và ba trẻ em tử vong. Ngày 25 tháng 12, sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, cảnh sát Mỹ đã đến và phát hiện 7 xác chết tại một căn hộ ở khu Grapevine, thành phố Fort Worth, bang Texas. Theo nhận định ban đầu, tại đây đã xảy ra một vụ xả súng vào đêm Noel và các nạn nhân, trong đó có cả hung thủ, nhiều khả năng có quan hệ họ hàng. Hiện trường vụ việc cho thấy vụ xả súng xảy ra khi những người trong căn hộ đã mở quà Giáng sinh và đang bắt đầu dọn dẹp. Tại khu vực nhà bếp và phòng khách, cảnh sát phát hiện 7 xác chết, 3 nam và 4 nữ, tuổi từ 18 đến 60, cùng với 2 khẩu súng ngắn nằm gần thi thể các nạn nhân. Tôi đã làm tại sở cảnh sát này 12 năm và đây là vụ án bi kịch nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi dám chắc rằng trong cả sở cảnh sát này chưa có người nào gặp phải vụ án tương tự thế này vào ngày Giáng sinh. Hiện cảnh sát chưa xác định được danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ xả súng. Vào ngày 26 tháng 12, một vụ cháy đã xảy ra tại thị trấn Tewatin, phía bắc Brisbane, Australia, khiến 4 người thiệt mạng. Chủ nhân ngôi nhà bị cháy là một đầu bếp nổi tiếng, Max Golinski, 39 tuổi. Vợ và ba con của Golinski đã chết, trong khi anh này bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng gia Brisbane. Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Hàng xóm kể lại họ bị thức giấc bởi tiếng la hét và nhìn thấy một người bị bắt lửa đang bốc cháy kêu cứu bên ngoài ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tôi nghĩ tai nạn thật kinh khủng bởi nó đúng vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Đây là thời gian mọi người quây quần bên gia đình, khoảng thời gian hạnh phúc, an bình. Thật là một bi kịch thương tâm. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngày 25 tháng 12, Phó Tổng thống Iraq Tariq al-Hashimi, người đang bị truy nã với cáo buộc dính líu đến khủng bố cho biết ông sẽ không trở về Baghdad để hầu tòa. Tuyên bố đã làm dấy lên khả năng nhân vật này sẽ chạy khỏi đất nước. Ông Hashimi hiện đang ẩn náu tại khu tự trị người quốc. Ông thừa nhận có biết khả năng các vệ sĩ của mình thực hiện các vụ tấn công và sát hại một số quan chức an ninh và chính phủ Iraq, song bác bỏ mọi sự dính líu của bản thân. Ông Hashimi tuyên bố không tới Baghdad vì điều kiện an ninh và tình trạng hệ thống pháp lý bị chính trị hóa. Lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hashimi, một trong các nhà lãnh đạo khối chính trị của người Hồi giáo dòng Sunni, được đưa ra ngày 19 tháng 12, chỉ một ngày sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq. Bộ Nội vụ Iraq cho biết các nghi can được xác nhận là vệ sĩ của ông Hashimi đã khai nhận ông này có liên quan tới các vụ bạo lực trên. Đây đang là tâm điểm trong tranh cãi chính trị ở Iraq giữa Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Hồi giáo dòng Shiite, với khối Iraqia của người Hồi giáo dòng Sunni. Kể từ khi Mỹ rút hoàn toàn quân chiến đấu khỏi Iraq cách đây một tuần, nước này nhanh chóng chìm vào khủng hoảng chính trị với việc Phó Tổng thống Hashimi bị truy nã. Thủ tướng Maliki yêu cầu cách chức Phó Thủ tướng Saleh al-Mulak thuộc dòng Sunni sau khi ông này chỉ trích chính phủ đoàn kết dân tộc của Iraq là độc tài. Khối Iraqia đã tẩy chay các hoạt động của Quốc hội với cáo buộc Thủ tướng Maliki thao túng quyền lực. Ngày mai 27 tháng 12 sẽ là một ngày đầy thử thách trên chính trường Iraq khi nội các dự kiến nhóm họp và các bộ trưởng thuộc khối Iraqia sẽ phải quyết định liệu họ có tham gia cuộc họp này hay không. Thủ tướng Maliki đã tuyên bố nếu các bộ trưởng thuộc khối Iraqia không đến dự, chính phủ sẽ chỉ định người thay thế. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Iraq. Tại các tỉnh Salahuddin và Anbar, nơi người Sunni chiếm đa số, các vụ tấn công bằng súng và đánh bom trong ngày 25 tháng 12 đã làm 6 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng. Hai ngày nữa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ cử hành tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người vừa đột ngột qua đời hôm 17 tháng 12 vừa qua. Hiện tại các hoạt động tưởng niệm ông vẫn diễn ra trên cả nước. Ngày 26 tháng 12, truyền hình nhà nước phát đi những hình ảnh hàng nghìn người dân và quan chức nhà nước tập trung trước bàn thờ nhà lãnh đạo Kim Jong Un được lập tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng để tỏ lòng tiếc thương nhà lãnh đạo tôn kính. Trong không khí đau buồn và tôn nghiêm, nhiều người thề sẽ hết lòng trung thành với ông Kim Jong Un, con trai út của nhà lãnh đạo quá cố. Tôi thề sẽ trung thành với những tư tưởng và sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, người hội đủ mọi ưu điểm của nhà lãnh đạo kính yêu Kim Jong Un của chúng tôi. Những hình ảnh tưởng niệm liên tục được phát trên truyền hình nhà nước, trong đó có 44 triệu người ở mọi lứa tuổi đã tới đặt vòng hoa tưởng nhớ nhà lãnh đạo mà họ rất mực yêu kính.
Cùng ngày 26 tháng 12, được sự cho phép đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc, hai phái đoàn Hàn Quốc gồm gần 20 người đã tới Triều Tiên để viếng nhà lãnh đạo Kim Jong-un với tư cách cá nhân. Dẫn đầu các đoàn này là bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-chung, và bà Hyun Jung-eun, vợ cố Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Chung Myung-hun. Không có bất cứ quan chức chính phủ hay chính trị gia nào của Hàn Quốc tham gia hai đoàn này. Bà Lee Hee-ho cho biết, chuyến thăm nhằm đáp lễ đoàn Triều Tiên đã sang Hàn Quốc chia buồn khi ông Kim Tae-chung và ông Chung Myung-hun qua đời, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến đi sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa hai miền. Dự kiến tại lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 28 tháng 12 tới, sẽ có khoảng 24 triệu người đến chia buồn và đưa linh cữu của ông về an táng tại lăng Kim Su-san, nơi an nghỉ của cha ông là cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao 60 giây. Ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Nửa đỏ Thánh Man sẽ tiếp Wigan trên sân nhà Old Trafford. Sau 17 vòng đấu, đội khách Wigan hiện đang ở nhóm đèn đỏ trên bảng xếp hạng, hơn Bolton 2 điểm và Blackburn 4 điểm. Còn đội chủ nhà MU xếp thứ 2 sau đối thủ cùng thành phố Man City 2 điểm. Trong ngày lễ Boxing Day năm nay, không có món quà nào ý nghĩa hơn việc đội khách mang 3 điểm tới tặng cho Quỷ Đỏ. Tôi đã xem trận đấu tuyệt vời của Wigan với Chelsea. Vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng trái ngược lại với những thứ tốt đẹp mà huấn luyện viên Roberto Martinez đã làm cho đội bóng của ông ấy. Tôi không nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ xuống hạng, vì khi tiếp các đội bóng lớn, họ chơi rất tốt. Năm ngoái, họ thua Chelsea 0-6 ngay trên sân nhà, nhưng mùa giải năm nay, nếu may mắn họ đã có được một chiến thắng. Tôi nghĩ rằng Wigan sẽ ở lại Premier League. Mục tiêu của MU giờ chỉ còn là bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, sau khi bị đội bóng hạng nhất Crystal Palace và Bayern loại khỏi Carling Cup và Champions League. Trước lễ Noel, người hâm mộ lo ngại trận derby giữa Chelsea và Fulham phải hoãn lại vì công nhân lái tàu điện ngầm ở thủ London dự định tổ chức đình công. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và trận derby vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Trận hòa thất vọng trước đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng Tottenham chắc hẳn sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Villa-Boas rút ra được nhiều kinh nghiệm. Hôm nay, trong ngày lễ tặng quà, cũng là cảm giác đầu tiên của huấn luyện viên trẻ Villa-Boas trải nghiệm thời điểm nước rút của giải Ngoại hạng Anh. Dù đang kém đội đầu bảng Man City 11 điểm, nhưng huấn luyện viên của Chelsea vẫn không từ bỏ tham vọng đua tranh ngôi vô địch. Chúng tôi vẫn có thể đăng quang vào cuối mùa. Chelsea đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang từng bước trở lại. Tôi tin chắc khoảng cách với các đội xếp trên sẽ được The Blue rút ngắn trong thời gian tới. Từng có kinh nghiệm ở giải vô địch Bồ Đào Nha, nhưng Premier League sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Không biết bao nhiêu huấn luyện viên lão làng như Scolari hay Ancelotti đều phải chia tay đội bóng vì không đủ bản lĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Blackburn hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng. Chuyến hành quân tới sân Anfield của thầy trò huấn luyện viên Steve Keen hứa hẹn nhiều trắc trở. Việc giành chiến thắng trên sân Liverpool là không đơn giản, vì câu lạc bộ đang thi đấu với phong độ sa sút và khủng hoảng lực lượng. Tôi đã có những cuộc đàm phán với chủ sở hữu Van Kin. Câu lạc bộ hiện có khá nhiều cầu thủ quan trọng đang bị chấn thương, nên cần phải bổ sung thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đặc biệt là hàng hậu vệ. Đây là một cuộc trò chuyện rất tích cực. Còn Liverpool đang phải chịu tổn thất lớn với án phạt treo giò 8 trận của tiền đạo Luis Suarez do bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Bên cạnh đó, Jacob đang có chuỗi trận thi đấu thất thường. Đây là Giáng sinh đầu tiên của tôi trên cương vị huấn luyện viên của Liverpool và có nghĩa là vợ chồng tôi không được gặp mặt nhau ở nhà lần đầu tiên. Đó thật sự không phải là vấn đề khi có trận đấu, bạn phải đối diện với chuyện đó. Nó là một truyền thống của bóng đá và tôi đã được thưởng thức một phần của điều đó. Chúng tôi đã gặp một số tổn thất về lực lượng, nhưng đó luôn là một phần quan trọng của trận đấu. Đối với tôi, không có vấn đề gì. Nếu không nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này, Liverpool có thể sẽ lại lỡ hẹn với các cúp châu Âu mùa sau. Các cổ động viên của The Citizen phải chờ đợi đến hơn 80 năm mới lại được đón Noel với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng. Với đà hưng phấn và phong độ trói sáng của các học trò, huấn luyện viên Man City sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi tới làm khách sân West Brom. Không được đánh giá cao, nhưng đội chủ nhà đang cho thấy mình không phải là kẻ lót đường ở Premier League khi đang ở vị trí thứ 10 sau 17 vòng đấu. Tôi luôn luôn tận hưởng được sự cuồng nhiệt của cổ động viên ở West Brom. Họ là một đội chơi tốt với hai trận thắng ấn tượng gần đây. Nếu chúng tôi muốn giành chiến thắng thì cần phải chơi thật tốt. Điểm nhấn trong lối chơi của West Brom là sự quyết tâm ở từng trận đấu. Trong 10 lần gặp nhau gần đây, chủ nhà mới là đội chiếm ưu thế khi có 5 trận thắng so với 3 bên phía đội khách. Nếu đến cuối tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Mancini vẫn ở ngôi đầu, có thể an toàn nói rằng chức vô địch sẽ là của họ. Và mục tiêu đó bắt đầu với chuyến làm khách trước West Brom tối nay, với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại.